Lâm công công, lát nữa thái hậu và hoàng thượng đến, ngươi không cần báo lại, chỉ cần ho một tiếng, sau đó gõ cửa đi vào là được rồi. Ông nghe đi, làm sao để họ nhìn thấy chúng ta rất là thê lương? Từ ông mà tôi có thể bày tỏ lòng hiếu thảo, ông có biết không? Bất quá vậy đi, ông giúp tôi được chuyện này, tôi sẽ cho ông chút cháo ăn. Mấy giọt nước mắt này tôi lấy cái chắc rồi, nếu ông không hợp tác là do ông tự chuốc lấy khổ thôi, ông đừng có trách tôi. Cha, cha đừng có vậy mà. Nếu cha đánh con mà có thể giúp cha khỏi bệnh thì cha cứ việc đánh con đi, đánh con đi, cha đánh con đi, đánh con đi. Cha, con thấy cha như vậy sống còn khổ hơn chết, con phải làm sao mới có thể giúp cha khỏi bệnh đi. Cha, cha, cha. Dân phi, nàng đừng khờ quá, quốc trưởng biết nàng hiếu thảo mà. Nô tỳ to gan không đối tiếp thái hậu và hoàng thượng. Không ngờ ngươi lại hiếu thảo tới như vậy, ai gia rất mến ngươi. Nàng thường biết quốc trưởng có bệnh điên cuồng, sao lại cởi trói cho cha? Thật lòng thực thiếp không nhẫn tâm nhìn thấy cha bị trói lại. Yên tâm đi, ai gia sẽ tìm thấy y giỏi nhất để chữa bệnh cho quốc trưởng. Tạ ơn thái hậu. Dương phi này quả thật là một thiếu nữ khó mà tìm được. Dạ phải mẫu hậu, tuy rằng nàng xuất thân hèn thấp nhưng nàng rất hiếu thảo và tốt bụng lắm. Hiếm lắm, hiếm lắm. Bách hạnh lấy hiếu làm đầu, tuy rằng nó có nhiều khuyết điểm nhưng mà từ từ sửa đổi được mà. Hoàng nhi có quyết định này muốn bàn bạc với mẫu hậu, đáng tiếc là mẫu hậu chưa về cung. Có phải con muốn lập nó làm hoàng hậu không? Mẫu hậu quả rất hiểu tấm lòng của hoàng nhi. Mẹ đã sanh ra con thì làm sao không biết con nghĩ gì. Mẹ cũng thích nó lắm. Nếu như con thích thì cứ lập nó làm hoàng hậu đi. Cảm ơn nha, nhờ ông mà tôi có đồ bổ ăn. Ngoài những đồ bổ thượng hạng này ra, mà từ khi ông vào cung rồi thì vận của tôi càng ngày càng tốt hơn đó. Để tôi nói chuyện này cho ông nghe nha, tôi sắp được phong làm hoàng hậu rồi đó. Nhưng mà ông yên tâm đi, sau khi tôi làm hoàng hậu rồi thì cũng hết việc của ông. Tôi sẽ cho ông được toại nguyện, yên tâm ăn hưởng tuổi già. Vì đền ơn ông đã giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi đã sắp xếp một việc bảo đảm ông rất hài lòng. Hoàng thượng, có phải Dương phi nương nương trong đó không? Dạ nương nương dẫn nô tài, trong khi nương nương thăm quốc trưởng bất cứ ai cũng không được vào quấy nhiễu. Cả trẫm cũng không được sao? Dạ nô tài không dám. Ê, hoàng thượng, có chuyện gì? Dạ có chuyện lạ, nô tài không biết có nên nói cho hoàng thượng biết không? Nói đi. Lão già chết tiệt, ông thừa biết lần này tính tôi có thù thì sẽ trả. Bạc tài lần trước tôi còn chưa tính với ông, mà lần này ông lại nổi đi với tôi. Tôi vất vả gây dựng bao nhiêu chuyện, làm sao có thể để cho ông làm cho tôi uổng phí công sức. Hoàng thượng, tham kiến hoàng thượng. Bình thân, khuya rồi, nàng đi đâu vậy? À, thần thiếp đi thăm cha đó mà. Ngài ghen hả? Làm gì có. Quốc trưởng sao rồi? Cũng không có đỡ chút nào. Hồi nãy cha lại đánh thần thiếp nữa. Quốc trưởng đánh nàng? Thật ra cha đánh thì cũng đâu có sao. Phận làm con gái, có thể làm gì khiến cho cha mẹ vui chứ. Chịu chút đau khổ cũng đâu có sao đâu. Bây giờ thần thiếp chỉ hy vọng bệnh của cha mau khỏi. Hoàng thượng,
Thần thiếp chịu biết bao nhiêu đau khổ, chắc là hoàng thượng cũng đau lòng lắm. Nhưng mà dù sao cũng được, thần thiếp biết hoàng thượng rất thương yêu thần thiếp. Thần thiếp chịu biết bao đau khổ cũng đâu có sao đâu. Người đứng đây canh giữ, bất cứ ai cũng không cho vào. Dạ rõ. Quốc trường, cứ yên tâm, chỉ có một mình trẫm đến thôi. Thật ra chuyện là như thế nào? Sao vừa rồi quý phi nương nương lại đánh quốc trường? Trẫm cởi trói giùm khanh. Quốc trường, thật ra khanh có quan tình gì, đừng ngại cứ nói với trẫm. Khanh không nói được, khanh có thể viết ra. Người đâu, chuẩn bị bút mực. Khanh nói quý phi nương nương không phải lăng dân, nàng đã bị kẻ gian đổi mặt đổi thân phận. Sao lại có thể như vậy? Đàn bà ác độc muốn giết con tôi, xin hoàng thượng mau chóng cứu nó. Nè, hai vị làm gì vậy? Nè, nè nè, nè nè, đừng làm giường tôi lộn xộn lên. Nè. Còn ấm. Tất nhiên rồi, tôi vừa mới ngủ đây mà. Nè nè, hai vị tìm người hả? Nè, nó nói tôi biết khuôn mặt thế nào đi, ở đây tôi rành lắm đó. Đà đây, đây. Nói thiệt mà, tôi có thể giúp cho hai vị mà. Hai người làm hư đồ tôi hết, phải đừng ngưng lượng lại cho tôi chứ. Thôi được rồi, giết bây giờ. Xin lỗi nha, xin lỗi. Chết. Chuyện gì vậy? Dạ không, đột nhiên trời nổi gió thôi. Dì kiểu đi. Nè, bắt kia đứng lại. À, xin cho hỏi. Trời ơi, đừng có làm phiền tôi đi tìm đại phu. To gan, sao dám ăn nói vậy với chủ nhân? Nè, thực ra mấy người là ai vậy? Tôi muốn tìm lăng dân bên lưới cô nương. Sao hết đám này đến đám khác vậy? Có người muốn giết cổ thật sao? Không lẽ tôi tự làm mình bị thương để gạt mấy người hả? Nè, thực ra cậu là gì của họ vậy? À, tôi là đồng hương của cổ. Nhìn mặt của hai người đàng hoàng lịch sự. Cổ và tướng công cổ đã đi rồi. Không lẽ những điều quốc trưởng nói là thật? Mấy người muốn sao đi? Bé lớn, chạy mau đi! Chạy mau đi bé lớn! Bỏ tay ra! Chạy đi bé lớn! Chạy đi! Chạy đi ngoài! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Bỏ tay ra! Đâu vậy? Đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ở bên đây nè! Ở đây nè! Lẹ! À, lấy mua nè, Chị Kiều. Chừng nào đại phu đến vậy? Sắp đến rồi. Bé lớn, cô hãy ráng lên, cô không thể chết được đâu bé lớn. Quý phi nương nương không phải là lăng dân bé lớn cô nương, nàng đã bị sở sở đổi khuôn mặt đổi thân phận. Tên của tôi là lăng dân, ai cũng gọi tôi là bé lớn. Vậy tức là lăng dân bé lớn cô nương rồi. Dân nương. Dân nương. Dân nương. Dân nương. Hoàng thượng, sau cùng thiếp cũng được gặp hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Dân nương, nàng không thể nào chết được, ta đưa nàng về hoàng cung.
Ngươi hãy đưa người này về hoàng cung luôn. Dạ. Thái y, vết thương của cổ sao rồi? Vết thương của cổ rất là nghiêm trọng, trên người vốn đã bị thương rồi, không may cổ lại bị đột kích nên vết thương càng nặng hơn. Hơn nữa sao hả? Có lẽ cổ đã bị trúng một loại độc. Loại độc gì? Là một loại độc có tên là vô nhiễm. Người nào trúng loại độc này, trong lúc thiếp đi thì độc sẽ bộc phát và chết. Đúng vậy. Dương Nương, hãy mau lấy linh chi 100 năm giải độc cho cổ. Hạ quan đã cho người đem đi sắc rồi. Nhớ kỹ, đừng bao giờ để cổ thiếp đi. Xin hoàng thượng yên tâm, hạ quan biết rồi. Đây chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, kẻ nào là nhẫn tâm hãm hại cổ đến vậy chứ? Trọng nhất định phải điều tra rõ chuyện này.